Bích Nga. À, nghề của em hồi xưa là đứng bếp. À, đứng bếp. Đứng bếp cũng hai mấy năm, thành ra sau đó giờ nghỉ rồi. Mà mới đây là bị bệnh chóng mặt ha, mà không biết tại sao, chưa tìm ra. Rồi. À, rồi chóng mặt đó, trong cái tình trạng là thí dụ nằm rồi cứ nằm xuống á, thì quay qua quay lại là chóng, quay lại chóng mặt, hay khum xuống là té. Bị bao lâu rồi? Hồi xưa cách đây 6 năm thì có bị một lần rồi, xong cái đi bác sĩ trị hết. Trị hết xong cái mới vừa bị lại cách đây khoảng gần 2 tháng. À, rồi ok, cảm ơn chị. Em có cảm giác sao khi bấm? Dạ, em cảm giác thấy mắt nó sáng lên chứ không bị lờ mờ như lúc trước. Với lỗ tai nghe rõ hơn. À. Dạ. Nhưng thôi nó cứ lùng bùng hoài. Ok. Dạ. Rồi sẽ hết cái giống mặt ha. Dạ, hy vọng hết luôn. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.